đem game đỏ bạc đi đánh bài đi ngài. Mà nó ép mình, thà là một game nó ép đi, các bạn nhìn coi cái dãy top của mình kìa. Nãy giờ có được game nào nó không ép mình không? Nó ép vãi cái đai nè. Nó ép chết luôn mà. Ồ, không được một vận nào, trận nào đỏ luôn ấy. Chưa thấy một trận nào đỏ luôn. Sợ thật. Cái trận này sớt nhìn đẹp thế mà nó cũng... Nó cũng mẹ nó. Cái trận này sớt 3 đẹp thế, mẹ cũng mẹ ra 7 con này sớt sẵn rồi. Mà cũng roll mẹ nó 4 chấm mấy? 4.2 ạ. Mới lên được con này sớt 3, xong đồ xấu như chó luôn. Đồ xấu đấy. Chán đéo chịu được. Vừa phải phải thôi, cho người ta còn có động lực chơi game các bạn. Một vừa hai phải cho người ta có động lực chơi game. Má chơi mẹ ép người quá đáng quá. Chúc mừng năm mới ông nhé, chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an mũ mũ. Thân. Cho em bị bụng bự nha, cho nó chật không. Thần tài này. Thần tài chiến tướng à. Thần tài chiến tướng hả ta. Chiến tướng thần tài. Xôn cái gì mà xôn bạn. Mệt lắm. Vừa vào gặp ngay con tinh anh Brown tiên phong. Bữa đến mùa quýt luôn. Bỏ, bố mày đéo đánh mày đâu. Bố mày đánh mày toàn out top thôi. Ê khoan khoan. Thí dụ mà đánh thử. Thí dụ mà chúng ta đánh thử Darius hấp huyết thì sao ta? Darius đi với hấp huyết thì sao? Ngon không? Darius kẹp hấp huyết. Darius hấp huyết khỏi cần đánh kiếm súng, cho nó 3 món đam luôn. Cho nó 2 món đam game bỏ thạch vô cực với lại cái bút rồng nhá. 4 hấp huyết 40% mà sao không đủ bạn? 40% bằng kiếm súng rồi, sao nó không đủ? Thiền thuyết cái đéo gì đấy. Có con hấp huyết nào đây không?
needs a beat down. Show him what you can do. Thử luôn các bạn, đằng nào hôm nay cũng đen là chúng ta kiếm bài, chúng ta phá đi. Kiếm bài chơi đi. Kiếm bài chơi cho vui. Lượm được con kata đấy thì còn may ra đánh. Còn may ra đánh thần tài không thôi. Đóng luôn ngọc bảo thạch vô cực nuôi thử coi. Có ai giáp gai chưa? Chưa đúng. Thử coi. Được anh em ơi. Garen nó đứng trước nó xoay. Đau quá. Giờ kiếm con gì ấy? Kiếm con vờ la đúng không? Kiếm con vờ la để lấy hai hấp huyết trước đi. Để con Ali biết đâu hên hên. Nó ra con Ali tin ăn đấy. Say có còn được. Cấp làm gì? Sao không có con Vla nào nhỉ? Thank you.
quyền năng được đấy nhỉ. Nếu mà đánh hấp huyết thì đóng, ừ đúng rồi, đóng cho nó quyền năng hay á, quyền năng khổng lồ là hay á. Găng bỏ thật vô cực quyền năng rồi kẹp hấp huyết. Ra tinh anh hấp huyết hoặc là tinh anh Darius đồ tể hoặc là thần tài thì bắt. Tinh anh Darius đồ tể là đẹp. Mẹ thằng này nó chuẩn bị nó đóng cái bút rồng, tí mệt lắm này. Bữa đéo mất máu luôn. Ba rồng tiền phòng lên, bốn tiền phòng luôn mà. Có Darius này thì tí dễ nổ hũ rồi. Tí cái hũ của bạn dễ nổ lắm. Quyền năng được mà, quyền năng cho nó trâu. Đấy, hai Darius này. Rồi kiếm roll kiếm con hấp huyết không? Hay là ấp chết? Đây nè. Rồi lên chết. Quyền năng này tí cho nó châu châu, tí bạn nó vừa có đam mà nó vừa châu. Quyền năng thì diệt, không quyền năng thì diệt khổng lồ cũng được, diệt khổng lồ bữa đấu sĩ cho nó nhanh chết cũng được. Quyền năng hoặc là diệt đấy. Ôi chơi cho vui đi bạn, hôm nay đen rồi mà xả điểm đi, thoải mái đi. Thích chơi gì chơi đấy đi, ngán đeo rồi. Sợ gì anh em? Gì nữa đâu mà sợ. Nó hũ không? Bác con này nó hũ không? Bỏ đi. Anh em ơi, anh em phải tin chứ. Anh em phải có niềm tin. Sáu thần tài. Kiếm kiếm súng các bạn ơi, cái thần tài hắn kiếm súng. Kiếm súng đó. Niềm tin chứ. Chết mọ xuống ngoài. Vui là chiến. Đéo gì. Sợ đéo gì. Ôi quyền năng thật này. Kẹp hấp huyết không. Thử đi. Quyền năng luôn. Thử đi. Kẹp hấp huyết luôn. Đánh thần tài 6 thần tài 2 hấp huyết. 6 thần tài 2 hấp huyết cũng được. 2 hấp huyết Darius 3 là 2 hấp huyết là đủ rồi. 10% cũng đủ rồi. 10% là cũng đủ rồi đấy. Lấy đi, lên 3 cho nó lẹ các bạn ạ. Lấy lên 3 cho nó lẹ lẹ. Ui, 2 Olaf luôn này. Ui, Olaf 2 luôn kìa. Ý, có cái lấy đồ nè, lo gì. Olaf 2 luôn này, bà bỏ 3 đồ tể cho nhỉ. À, 4 thần tài rồi. Ấp chết luôn, ấp chết luôn. Hai kêu cái lền gút. Ba đồ tể vào. Đó. Ê, đúng rồi, mình đánh tí mình đánh hai hấp huyết là mình có ba long tộc đó các bạn ạ.
Đánh hai không huyết có long tộc luôn. Có lấy đồ nè, từ từ tí lấy đồ là sao, cứ cho nó quyền năng hay nào có kiếm súng thì cho. Nhờn nhờn tao bữa, tao bữa có kiếm 6 thần tài sớm sớm nhá, ốp 7 kiếm 6 thần tài sớm chứ các bạn. Chết mọ hết, bán ani đi tiết kiệm tiền cái đã. Hồi nãy mà nó rớt ra con Sejuani thì ngon nhỉ. Ui, Seju rồi, cả ta đâu? Còn chơi là con gỡ, sai chơi là mưa. Cả ta đâu ta? Cả ta ơi, cả ta ơi. Cả ta, cả ta. Cả ta các bạn ơi. Ui, không có cả ta. Cả ta, cả ta. Cả ta đâu? Lẹ lẹ đi, 4.1 có Kata là đẹp đấy. Đúng sức mở. Có kiếm súng thì bỏ hấp huyết luôn nhá. Nếu có kiếm súng thì bỏ hấp huyết luôn. Cả ta đâu? Có BF này. Ui, vút rồng à. Vút rồng an toàn hơn không ta? Vút rồng an toàn hơn không? Ui, Kata rồi. Ngon, ngon, ngon. Từ từ. 6 thần tài trước đã. Bỏ hấp huyết à? Đã hết vút rồng không? Lấy đồ con này ra ha, lấy đồ con này ra cho con này ha. Thôi rau sau đi, lấy đồ con này ra cho con này. Đang roll, đang roll. Xem có 3 xạ không. Roll có 3 sao thì khỏi lấy đồ. Cho nó quyền năng luôn. Má lấy đồ cho nó tiếc quá. Ba sao lẹ lẹ đi, mình cho nó quyền năng cũng được. Ba sao lẹ lẹ mình cho nó quyền năng cũng được các bạn ạ. Rồi mình đi nhặt nước mắt, mình cho nó, mình cho mấy con kế bên cầm cốc ấy. Giờ Olaf cuồng cung không? Cho Olaf cuồng cung cũng không được. Từ từ đã. Quỷ thư không? Giờ Seju quỷ thư đi đốt máu cái nhở, mình chưa có đốt máu đấy. Seju quỷ thư ba đi mày.
Samira rồi bỏ Olaf ha. Sáu thần tài bắt đầu tệ. Chỉ kẹp hai hấp huyết rồi. Kẹp hai hấp huyết rồi. Nè mày, lên chết kẹp hai hấp huyết trước. Ôi, đáng lý phải cho hai hấp huyết vào trước chứ nhờ. Ba đồ tệ để sau ý. Nhiều vào thì ở đây cốt anh em ơi, thêm đam cho nó, mình thêm đam cho nó các bạn ạ, mình thêm đam mình khỏi cần quỷ thư luôn, bữa là chích mỏ nó rồi, quỷ thư làm đéo rồi. Để xem cái thằng này nó đánh bờ ra ôm tiên phong một tí nó có đam không, không có đam nó đéo làm gì được mình đâu. Này cốc nó xét luôn này, bỏ hai con này ra cho hai con hấp huyết vào trước. Lấy mẹ hút máu cho Darius là hai hấp huyết thôi, nó bữa 5.000 đam là nó hút 500 máu đó bạn ạ, đéo ít đâu. Tí nữa mình đánh 4 hấp huyết. Ui, Neko luôn này. Tí mình đánh 4 hấp huyết luôn. Cốc cho Kata đi. Giờ để tiền lên chết bỏ hai huyết vào trước. Trời, nó nhiều máu cái đó. Nó xét. Tí cho sờ quên nó xét à. Đúng rồi, đồ tể hút đam tay, hấp huyết nó hút đam phép. Đồ tể nó chỉ hút đam tay thôi bạn ạ. Tí lên kiếm 4 hấp huyết, 6 thần tài 4 hấp huyết. Vlagan Darius, ok 2, ui Haneko kìa. Tí kiếm con sờ win 2 các bạn ơi. Kiếm nguyên con sờ win 2 luôn. Quỷ thư không? Không cần nữa, tí cũng có sở quên, chắc không cần quỷ thư nữa. Cho con này đem máu đi, cho nó ném được ulti ấy. Tí sở quên nó xét. Đủ 3 sao rồi kìa, chết đấy. Không nhờ được có 3 sao này đâu. 3 sao mạnh quá. Không nhờ được có 3 sao này đâu các bạn ạ, nó mạnh quá. À gì à, đi chỗ khác.
Tí lên chết 9. Lên chết 9 kẹp Samira vào. Hai hấp huyết cũng được. Kẹp Swain vào. Swain. Chết mẹ kêu kìa. Má kêu nó quả chết. Thấy mà. Thấy con kêu là thích khoai khoai rồi đấy. Mũ phù thủy cho ai? Lấy đồ ra cho Darius mũ phù thủy hả? Cũng được. Cho Kata kỹ năng Darius mũ phù thủy đi nhỉ. Hợp lý đấy. Lấy đồ ra đi cho Darius mũ phù thủy. Cả mấy, 3 cả mấy. Chơi vui là chính mà anh em top 8 cũng được mà quan trọng đéo gì. Chủ yếu là vui thôi, top 8 cũng được mà, lo đéo. Ba cái Neko. Muốn chơi an toàn á thì bây giờ bỏ 6 thần tài vậy thôi. Muốn chơi an toàn thì bảo bỏ 6 thần tài ra cho Samira vào. Tiếp theo con Nidalee vào này. Ali này, bỏ sót thần tài ra. Samira 2 vào. Đấy. Muốn chơi an toàn thì chơi kiểu khác. Rồi lên chết cho con Chiname vào, lấy 39 tướng luôn, 3 đồ tể. Nếu muốn chơi an toàn. Không, bỏ hấp huyết, con này hết hút máu bạn ơi, nó không có hút máu đâu. Không bỏ được hấp huyết. Bỏ là mình chết đấy. Samira cuồng đao đi. Samira nên hit Zeke hay là hit 2 cốc hay hơn nhỉ? Samira hit 2 cốc hay hơn chứ nhỉ? Bán mẹ cái Zeke này đi. Đưa cái Zeke xuống dưới. Nè giờ up chết lên cho con Chiname và là có 39 tướng luôn. Phải có 2 hấp huyết con này nó mới hút máu được. Nó bửa một lần 7000 đam thì nó cũng hút được 700 máu đấy bạn. Vậy cho nó chắc. Kinh vậy đấy. 72 tiền. Xong round này mới up chết được. Vừa chết xong hơi đen ngầm. Bỏ ra ông ba khỏe đấy. Bờ ra ông ba khỏe, chắc con Kata với con Samira tha cho mi. Bờ ra ông ba cũng khỏe đấy. Khỏe đó. Let's make this fun.
hay bay cho chim vào. À quên, nãy giờ mình dư một thần tài à? Nãy giờ mình dư một thần tài các bạn ạ, à, mình ngu quá. Nãy giờ mình bị dư một thần tài mà mình không biết, không để ý. Ồ, nãy giờ mình dư một thần tài kìa, nãy giờ mình dư con Sejuani nè. Dư một con Sejuani và dư một đồ tể đúng không? Dư một con Seju và dư một đồ tể thì mình bỏ con chim, mình thay một con Nazi không? Á? À, vậy thì bỏ Seju ra, đánh bốn hấp huyết. Nhờ, mẹ lại bắn này sớt rồi các bạn ạ. Để bán mẹ này sớt rồi, mà thôi để 39 tướng cũng được. Bán mẹ này sớt rồi. Con Pai là sát thủ các bạn ạ. Vậy thì thay con này bằng con gì? Nó xét cái này ngon này, nó xét cho Swain. Bốn hấp huyết được nhỉ, bỏ hai con này đi, bốn hấp huyết được này, bỏ 39 tướng cũng được. À, thêm con Aegis vào cũng được ấy. Seju xong thêm Aegis vào cũng hay ấy. Để xem hay nào, con Aegis thì đánh bốn hấp huyết luôn. Thôi cứ 9-2 đi. Sẽ quên không cần. Giờ là cần win thôi các bạn. Giờ này còn Rodan Ali 2. Bốn hấp huyết hút cho nó sướng các bạn. Hút máu cho nó sướng. Có khi nào đi nhặt được đồ chiến tướng xong thêm con Azir này vào không? Có khi nào mình đi nhặt được cái đồ chiến tướng xong mình thêm được con Azir vào luôn không? Đôi khi cuốn hút trận đấu quá lên hơi u mê. Sướng con em, chơi vui mà. Đấy. Ôi chết mẹ. Tao bữa được rồi, làm mày không làm gì được tao đâu. Một khi ăn bữa được thì em không làm gì được ăn đâu. Em à, một khi ăn bữa được là em không làm được gì ăn hết á. Bây giờ bỏ con mẹ con ấy đi. Bỏ mẹ con này đi này. Xài con Aegis vào cũng được. Khỏi Azir đi các bạn, chi 52 đang ngon. Kiếm con Aegis cũng được. Gom gom nó lại. Không thì kiếm con Susan nó bốn hấp tiết hút cho nó sướng. Kiếm con Aegis nó lôi đầu nó lại. Kiếm con Aegis thay con này cũng được, bỏ chiến tướng cũng được. Aegis thay con đấy bỏ chiến tướng cũng được. Cà tà tao bỏ lớp trời ơi, bỏ cái đéo đi anh em, thấy không, chơi game mà tủ hài mà win đấy, tủ hài đấy anh em ạ. Chơi vừa phá nhờn lên nha. Sao để ai có ai dám chế như tôi đâu, thấy không anh em, tôi nói rồi, bây giờ chơi đen rồi các bạn quẩy tưng bừng đi, đằng đéo động thua quẩy tưng bừng lên, thế lại thắng, đéo hiểu kiểu gì, lên nha. Châu hề đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Dê châu đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.